đã giữ màn hình và tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi phần tin giải trí ngày hôm nay có những bản tin nổi bật như sau. Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 Pia có bạn trai mới là tay đua nổi tiếng Marlon Stockinger. Mới đây trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, Hoa hậu Hoàng Vũ Pia Philippines đã lên tiếng xác nhận đang hẹn hò với tay đua nổi tiếng Marlon Stockinger. Cô rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng gặp được người hiểu nghề nghiệp và ủng hộ những gì mà cô làm và theo đuổi. Bộc bạch với niềm hạnh phúc riêng tư của mình, Pia chia sẻ cô vui vì gặp được người đàn ông rất hiểu công việc của tôi. Anh ấy không hề e dè khi để tôi có được những giây phút với bản thân như vậy trong cuộc đua Miss Universe đang diễn ra ở đây. Marlon Stockinger, 25 tuổi, mang hai dòng máu Philippines và Thụy Sĩ. Tại Philippines, anh khá nổi tiếng khi dự thi cuộc đua công thức 1 Monaco. Anh và Pia bị nghi ngờ hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái khi họ liên tục đăng hình của nhau trên trang Instagram. Đầu tháng Giêng vừa qua, Pia Wombat đang làm nóng mạng xã hội khi đăng tải những bức ảnh đầy nóng bỏng bên bạn trai mới khi họ cùng nhau đi nghỉ lãng mạn ở Hawaii. Trước khi hẹn hò với Marlon Stockinger, Pia đã công khai qua lại với bác sĩ điển trai nhất thế giới Mikhail Vavasky. Anh và Pia gặp nhau lần đầu vào tháng Giêng trong bữa tiệc chung ở New York. Hiện tại, cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ 2016 đang diễn ra ở Manila, Philippines. Trong đêm chung kết sắp tới, Pia, Hoa hậu đương nhiệm, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Pia dự định sẽ có nhiều thời gian hơn cho chuyện tình cảm riêng tư của mình. Giới thiệu phim mới The Founder của Michael Keaton. Bộ phim mới The Founder nói về nguồn gốc của một tiệm bán thức ăn fast food lớn nhất thế giới là tiệm McDonald's. Chuyện phim The Founder bắt đầu vào năm 1954 khi hai anh em ông Mark và Dick McDonald cùng nhau mở một tiệm ăn, sau đó lại hợp tác với ông Ray Kroc. Ông này là người có viễn kiến đã mua lại McDonald's và biến tiệm ăn này thành tiệm ăn gia đình của người Mỹ và một đế chế ẩm thực trên thương trường. Người đóng vai chính Ray Kroc trong phim là nam tài tử Michael Keaton. The Founder được ra mắt lần đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái và bắt đầu chiếu khắp nơi ở Hoa Kỳ từ ngày 16 tháng Giêng. Nữ tài tử Catherine Haigh sinh con trai. Nữ tài tử Catherine Haigh mới sinh một cậu bé trai vào ngày 17 tháng Giêng. Đây là đứa con thứ ba của Catherine và chồng là ca sĩ kiêm nhà sáng tác nhạc Josh Kelly. Cả hai người con trước đều là con nuôi và là bé gái. Catherine Haigh cho biết sau khi nuôi hai bé, vợ chồng cô không định có thêm con, nhưng khi có bé trai này thì hết sức vui mừng. Thành viên mới nhất của gia đình được đặt tên theo cha mình là Joshua Bishop Kelly Jr. Nữ tài tử Catherine được khán giả biết tới nhiều nhất qua Easy Stevens trong vở kịch Grey Anatomy của đài truyền hình ABC. Hiện giờ cô đang đóng vai chính ở vở kịch Doubt ra mắt khán giả truyền hình đầu năm nay. Nữ tài tử Lily Tomlin được SAG trao giải thành tựu trọn đời. Nữ tài tử kỳ cựu Lily Tomlin đã được trao giải thành tựu trọn đời tại lễ trao giải thưởng của Nghiệp đoàn Nghệ sĩ Điện ảnh SAG năm nay. Ban giám khảo giải SAG ca ngợi bà Lily Tomlin đã tạo ra vô số những nhân vật màn ảnh vẫn còn có sức phát triển, gây ảnh hưởng lớn và ăn sâu vào tâm trí khán giả cho tới ngày nay. Người được chọn để trao giải thành tựu trọn đời là bà Tomlin, là hai nhân vật danh tiếng Jane Fonda và Dolly Parton. Đây là hai người cùng đóng chung với bà Lily Tomlin trong bộ phim 9 to 5 hồi năm 1980. Hiện giờ bà Lily Tomlin đang đóng chung với bà Jane Fonda trong vở hài kịch Greg and Franklin của đài truyền hình Netflix và đồng thời cũng là nhà sản xuất của vở kịch này. Người tị nạn châu Phi trở thành tài tử đóng phim ở Hungary. Ông Marcelo Cagbali từ Guinea-Bissau tới Hungary du học từ năm 1976, rồi ở lại nhưng không kiếm được việc làm theo nghề kinh tế, nên đành phải làm tài xế xe điện. Mới đây khi đã 58 tuổi, cuộc đời của ông Cagbali đã chuyển hướng bất ngờ khi được chọn đóng trong phim Citizen nói về một người tị nạn châu Phi bị mất cả gia đình trong chiến tranh. Sau đó lưu lạc đến thủ đô Budapest của Hungary, rồi đi làm bảo vệ an ninh trong một thương xá. Phim Citizen xoay quanh những khó khăn của người tị nạn muốn hòa nhập vào xã hội Hungary thông qua câu chuyện tình của nhân vật chính là Wilson đi làm thủ tục xin nhập quốc tịch rồi đem lòng yêu cô giáo dạy tiếng Hungary đã giúp ông chuẩn bị cho bài thi.
Bộ phim bắt đầu quay ở Hungary trở thành điểm dừng chân của hàng trăm ngàn người tị nạn trốn khỏi chiến tranh và nghèo đói ở Trung Đông và Phi Châu. Phim sẽ bắt đầu chiếu vào ngày 26 tháng Giêng, khi ở Hungary hầu như không còn người tị nạn vì chính quyền thiên hữu đã xây hàng rào ở biên giới và đặt ra các luật lệ cứng rắn. Lee Greenwood không thể từ chối trình diễn tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. Ban tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ông Donald Trump trước đó cũng gặp nhiều khó khăn vì không thể mời được nhiều nghệ sĩ thượng thặng đến trình diễn trong chương trình văn nghệ giúp vui. Tuy nhiên, vẫn có những nghệ sĩ nhận lời trình diễn và không hề thay đổi ý định trước áp lực và chỉ trích của khán giả, trong đó có Lee Greenwood. Mới đây, anh ca sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood là người nổi tiếng với bài hát God Bless America đã cho đài CNN biết ông không thể nào từ chối khi được mời hát lễ tuyên thệ của Tổng thống Trump. Lee Greenwood giải thích rằng được mời tới hát lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới là một vinh dự cho tất cả mọi người, mặc cho những chỉ trích trước đó. Steve Harvey phải xin lỗi vì đã xúc phạm tới đàn ông Á Châu. Nhân ngày sinh nhật thứ 60 của mình, người điều khiển chương trình truyền hình nổi tiếng ông Steve Harvey đã phải đưa ra lời xin lỗi vì trước đó đã xúc phạm đến giới đàn ông người Á Châu. Trong một chương trình truyền hình hồi đầu tháng khi bàn về chuyện nam nữ hẹn hò, ông Harvey đã nói rằng phụ nữ dù da trắng hay đen cũng không thích hẹn hò với đàn ông Á Châu. Sau đó ông Harvey bị khán giả chỉ trích dữ dội nên phải đăng trên trang Twitter lời xin lỗi những người cảm thấy bị xúc phạm vì câu nói đó. Ông Harvey giải thích rằng ông không hề cố tình xúc phạm hay khinh khi ai, mà đó chỉ là một câu nói đùa không có ác ý. Phim White Man Can't Jump sắp được làm lại. Bộ phim hài về các lực sĩ bóng rổ White Man Can't Jump ra mắt khán giả lần đầu tiên từ 25 năm trước sắp được làm lại. Tin tức cho biết nhà sản xuất chương trình nổi tiếng Kenya Paris sẽ hợp tác cùng với hai lực sĩ thể thao này muốn bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và cầu thủ football Ryan Cowley và cầu thủ bóng rổ Blake Griffin làm lại bộ phim ăn khách White Man Can't Jump lần nữa. Đã có người lo rằng hai cầu thủ chơi thể thao thì hay nhưng không biết đóng phim có hay được như vậy hay không. Hóa ra là họ chỉ lo việc sản xuất, còn ai đóng vai chính trong phim hài mới này thì vẫn chưa được công bố. Bài hát Shape of You của Ed Sheeran dẫn đầu các bài hát được ưa thích. Bài hát Shape of You của nam ca sĩ người Anh Ed Sheeran trong tuần này đã trở thành bài hát được ưa thích nhất. Màn trình diễn bài Shape of You của Ed Sheeran trên đài Capital FM ở thủ đô London đã thu hút tới 2 triệu người trong tuần rồi. Bài hát này còn đứng đầu luôn bảng xếp hạng Billboard 100 ở Mỹ. Đây là bài hát đầu tiên của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ sáng tác Ed Sheeran vừa mới ra mắt tuần đầu đã chiếm hạng nhất trong bảng xếp hạng Billboard. Năm 2017 vừa mới bắt đầu có vẻ như là một năm đầy may mắn đối với Ed Sheeran. Jerry Stanfield ký hợp đồng mới với đài Netflix. Danh hài Jerry Stanfield sắp cộng tác với đài truyền hình Netflix. Jerry Stanfield đã ký hợp đồng với Netflix một hợp đồng sản xuất một lượt nhiều tiết mục khác nhau cho đài này. Trước hết, chương trình hài Comedians in Cars Getting Coffee của Jerry Stanfield sẽ bắt đầu chiếu trên Netflix. Đây là chương trình được đề cử giải Emmy, trong đó Jerry Stanfield giữ vai trò người lái những chiếc xe mắc tiền, loại cổ điển vừa đi lòng vòng vừa uống cà phê đàm đạo với những người bạn trong giới diễn viên hài. Trong năm nay, đài Netflix sẽ được quyền phát 24 tập của chương trình Comedians in the Car Getting Coffee. Thêm vào đó, Jerry Stanfield còn nhận lời đóng vai chương trình hài kịch độc thoại cho đài Netflix và còn soạn thảo các tiết mục hài chung cho đài này. Trong những tháng vừa qua, đài Netflix đã lần lượt ký hợp đồng với nhiều danh hài như Chris Rock, Dave Chappelle, Amy Schumer và giờ đây là Jerry Stanfield. Phim tình cảm khoa học giả tưởng The Space Between Us ra mắt tại Los Angeles. Bộ phim tình cảm khoa học giả tưởng The Space Between Us đã ra mắt khán giả lần đầu tiên tại Los Angeles vào ngày 17 tháng Giêng. Trong phim, nam diễn viên Asa Butterfield đóng vai con người đầu tiên được sinh ra trên hỏa tinh, lần đầu đi xuống địa cầu. Anh cùng đi phiêu lưu với người con gái khôn ngoan, sanh đời mà anh tình cờ quen được trên Internet. Vai cô gái do Brit Robertson đóng, Asa Butterfield cho biết, để đóng vai này, anh đã phải luyện tập để đi cho giống người trên không gian, không quen với trọng lực trái đất. Đạo diễn Peter Chausson của The Space in Between Us
còn mời được nam tài tử kỳ cựu Gary Oldman đóng vai quan trọng trong phim. The Space Between Us sẽ bắt đầu chiếu tại các rạp từ ngày 3 tháng 2. Lý Băng Băng thừa nhận hẹn hò với bạn trai kém 15 tuổi. Thông tin Lý Băng Băng đang yêu được báo giới Trung Quốc đăng tải sau khi những bức ảnh tình cảm của Lý Băng Băng và người đàn ông trẻ tại Nam Á trong kỳ nghỉ lễ đầu năm 2017 được hãng tin Phong Hành đăng tải. Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Lý Băng Băng đã thừa nhận tất cả đều là sự an bài ngọt ngào. Người đàn ông của Lý Băng Băng là một doanh nhân kém cô 15 tuổi, mang họ Hứa. Anh đang làm giám đốc một công ty ở An Huy và có vẻ ngoài đẹp không kém gì một diễn viên điện ảnh. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã lên tiếng chúc mừng Lý Băng Băng. Một nguồn tin cho hay Lý Băng Băng và doanh nhân trẻ đã quen nhau từ năm 2015, nhưng thời gian gần đây mới công khai hẹn hò. Đám cưới là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi cả hai đã ra mắt gia đình và nhận được sự ủng hộ của người thân. Doanh nhân họ Hứa rất được lòng gia đình bạn gái. Lý Băng Băng vốn là người rất kín tiếng về đời tư. Cô từng dính tin đồn hẹn hò với các đồng nghiệp hay thậm chí còn bị đồn từng kết hôn và có con riêng. Nhưng trước những thông tin này, mỹ nhân 43 tuổi chỉ im lặng. Tài sắc nhưng cô cũng là một người đẹp lận đận chuyện tình duyên. Trong một bài phỏng vấn hồi năm ngoái, Lý Băng Băng thừa nhận cô bắt đầu thấy áp lực từ việc lập gia đình sinh con. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin giải trí ngày 22 tháng Giêng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của VietTV Canada. Mỹ Hạnh kính chúc quý vị một ngày vui vẻ, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.